Xin chào ngài Quý Mão. Năm 2023 vừa rồi quả thật là một năm hết sức thành công với loài mèo các vị đấy nhở. Ngài Giáp Thìn lại quá khen rồi. Năm vừa qua thì cũng có một chút gọi là dư giả. Mèo mà lại mèo ấy thì thường đại diện cho sự thịnh vượng và tài lộc, thì Âu nó cũng là cái số. Cố hỉ, chúc mừng. Thôi thì năm hết Tết đến rồi, năm 2023 qua đi, năm 2024 lại đến, cũng đã đến lúc để ngài Quý Mão đây về hưu dưỡng già và để cho loài rồng chúng tôi được chiếm giữ cái vị trí con giáp rồi nhở. À, về cái vấn đề này ấy, thì mặc dù rất buồn nhưng mà ta buộc phải thông báo rằng loài mèo bọn ta sẽ chiếm giữ cái vị trí con giáp hiện tại này từ giờ đến mãi mãi về sau. Cái gì? Ông bị điên à? Năm nay là năm của Giáp Thìn cơ mà. Làm sao mà một con giáp có thể giữ vị trí 2 năm liên tiếp được? Điều đấy là trái với quy luật tự nhiên. Luật đề ra là để bị phá bỏ. Ngày hôm nay, loài mèo bọn ta sẽ đứng lên thống trị cái vị trí này. Chỉ bọn ta mới xứng đáng trở thành con giáp duy nhất này mà thôi. Không ngờ loài mèo các ngươi lại lộ bản chất tham lam sớm đến như vậy. Xem ra loài rồng bọn ta phải thay trời hành đạo và tống các ngươi về vị trí xứng đáng với mình rồi. Loài rồng các ngươi ấy trông thì có vẻ là hung hãn, nhưng mà thực chất chỉ là một sinh vật trong tưởng tượng. Còn loài mèo bọn ta này, nhà bây giờ ai cũng nuôi mèo, bọn ta sẽ thống trị thế giới này đến nơi rồi. Nhìn lại bản thân mình trông như con run đất thế kia, làm gì mà có cửa đâu với đây hả? Cả hai chúng ta đều là những triệu hồi sư sử dụng các thẻ bài có sức mạnh liên quan đến con giáp của mình. Để ta xem mấy con rồng lộn các ngươi làm được cái trò trống gì. Bỏ cuộc đi Quý Mão, loài mèo các ngươi không thể đánh bại loài rồng bọn ta đâu. Kích hoạt sức mạnh hơi thở của rồng. Lửa bỏ vào đã chơi khô máu vậy à? Quá đơn giản, chỉ là một con mèo thôi mà. What? Rõ ràng tao đảm bảo là tao đã tiêu diệt loài rồng mà, sao mày có thể quay lại được? Mày hiểu hết về loài mèo bọn tao đâu? Loài mèo bọn tao là bất tử. Xem bên này. Tại sao loài mèo chúng mày có thể nhanh như này được? Chưa hết đâu, bọn tao còn nhiều hơn thế nữa cơ. Tao kích hoạt sức mạnh cao liên hoàn, cao cho bọn ngươi dạng trăm ảnh thì thôi. Mệt quá. Thế sao mà tao cao mãi mà không thua gì cả vậy này? Đó là nhờ ta đã kích hoạt sức mạnh vẩy rồng. Chính vì thế mấy cái móng mèo của mày ấy làm sao mà đọ lại được tao. Mày khá lắm. Nghe nói vừa đấy mày flex về tốc độ đúng không? Vậy thì tao sẽ cho mày thấy sức mạnh còn nhanh hơn cả tốc độ của mày. Kích hoạt sấm sét. Cái gì? Mày sao mày vừa kích hoạt được cả lửa cả sấm sét là như nào à? Loài rồng nổi tiếng với việc điều khiển thời tiết và nguyên tố, mày không biết điều đấy sao? Giờ thì chết đi con mèo hoang. Mèo! Nó vẫn không hề ăn gì cả. Điều này nghĩa là sao? Trận đấu chưa kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Tao kêu bản sức mạnh cú đấm của mèo. Cú đấm của mèo á? Mấy con mèo chúng mày thì đấm được ai hả? Cú đấm của mèo thì đúng thật là rất phế, nhưng mà mày đã thấy cú đấm của mèo thần tài chưa? Cái gì? Mèo thần tài á? Hãy nhận lấy cú đấm của mèo thần tài. Vãi cả. Ôi, bình tĩnh. Yeah. Còn tấn công mạnh như này thì chúng mày không sống nổi đâu. Rất tiếc mà loài rồng còn có khả năng tự hồi phục vết thương cơ. Tao kích hoạt lá bay này và hồi phục vết thương của tao. Em còn run đất này nữa, sống dài đi nhở. Tao tiếp tục kích hoạt nguyên tố thứ ba của loài rồng, băng giá. Ui, lại nguyên tố cho bọn rồng bọn mày nó lắm nguyên tố gì thế?
Tao bảo rồi, không đấu được với tao đâu, đừng có cố. Cái gì? Nó lại tiếp tục đứng dậy. Đây là đang làm gì? Loài mèo của tao ấy còn nhiều điều khiến mày bất ngờ lắm. Vậy thì tao sẽ tiếp tục tấn công. Kích hoạt sức mạnh mèo TikTok. Cái gì? Mèo TikTok là cái quái gì? Mày bị điên à? Con mèo ngu ngốc đáng yêu ngọt ngào cụ tè phô mai về xin chào cả nhà. Cái gì này? Mày, đây chính là sức mạnh có thể làm mù mắt đối thủ trong vòng 10 giây. Mày không thể chơi bẩn như vậy được. Giờ thì kích hoạt sức mạnh tốt cát. Chưa xin nhiên gì cả. Nó đã vừa mạnh lại còn chơi bẩn. Không thể chấp nhận được. Nguyên thố tiếp theo. Cây cối. Đánh đâu. Nó vẫn còn sống. Tại sao lại như vậy? Loài rồng chúng mày ấy không đủ sức mạnh để đấu với bọn ta đâu. Kích hoạt nguyên tố tiếp theo. Rồng sắt. Nguyên tố tiếp theo. Rồng gió. Đấy à, tuổi gì? Vậy thì tao sẽ dốc hết sức vào đòn tấn công này. Còn cái chiêu gì nữa không? Ra hết đây. Triệu hồi rồng ánh trăng. Cái gì? Thôi, bình tĩnh đã, từ từ. Rồng trắng và xanh. Triệu hồi á? Năng lực mạnh như vậy chỉ sử dụng được một lượt thôi mà. Mày liều mạng như cái vậy sao hả Tim? Rồng trắng và xanh, tấn công. Vẫn không xin nhê gì cả. Tao đã nói rồi, mày không tiêu diệt được bọn tao đâu. Loài mèo bọn tao là bất tử. Nào, bây giờ mày thích triệu hồi gì? Tao sẽ triệu hồi cho mày xem luôn. Mày triệu hồi cái gì? Tao triệu hồi chú mèo được cho là mạnh nhất thế giới anime. Mèo nào nó mạnh như thế đâu? Nó có gì? Khi mình tè hiểu được cái gì thế này. Đây là đấu môn gì đây? Phiên bản lỗi à? Hình thù ấy thì không hợp mỹ quan cho lắm, nhưng mà sức mạnh ấy thì vẫn được giữ nguyên. Doraemon. Đèn pin phóng tỏa. Không, không thể như này được. Chết đi, con rùa đất. Mày vẫn cố tiếp sao hả Tin? Cái năng lực hồi phục của mày ấy sắp hết hiệu lực rồi. Mày còn cố nữa là đi luôn đấy. Tao cho tới khi lấy lại được vị trí con giáp của mình, tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Kích hoạt rồng bóng đen. Rồng bóng đêm á? Rồng bóng đêm là cái gì? Đừng nghĩ rằng lúc nào rồng cũng nghiêm túc. Nó đôi khi cũng có sức mạnh vô tri đấy. Và nhờ đó ta đã chiến thắng rồi. Tại sao? Tại sao mày vẫn còn sống? Chẳng lẽ loài mèo chúng mày bất tử thật sao? Thôi, cuộc chơi nào ấy rồi cũng đến lúc phải tàn thôi. Bởi con ru đất như mày nãy giờ ấy, chán rồi.
và sẽ triệu hồi ra một con mèo đẳng cấp vũ trụ siêu cấp VIP Pro. Mèo đẳng cấp vũ trụ là con mèo nào? Bố mẹ thân hủy diệt Iras, let's go. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Loài mèo của tao sẽ thống trị cái vị trí con giáp này. Loài mèo của tao sẽ xâm chiếm cả thế giới. Năm 2024 này chính là của bọn tao. Mày là ai? Mày cười cái gì? Điều ước được thực hiện. Hồi sinh, giáp thìn quay trở lại. May mà ta đã kịp đánh ra 7 viên lục rồng và triệu hồi dòng thần. Nhờ mày đã hồi sinh ta lại rồi. Trận đấu chưa kết thúc đâu. Thôi, bye bye anh em nhá. Cứ cho là mày sống lại đi. Nhưng mà làm sao mày đấu lại được với khả năng bất tử của tao? Ngay khi đứng trước cánh cửa của sự sống và cái chết, tao đã chợt nhận ra sức mạnh của mày là gì rồi. Cái gì? Mày được cái gì? Loài mèo chúng mày có 9 mạng sống, có đúng không? Mày từ nãy giờ hồi sinh liên tục để lừa cho tao nghĩ rằng mày là bất tử. Nhưng thực chất mày đã sử dụng hết 8 mạng sống của mày rồi. Quý mão ạ, đây là mạng sống cuối cùng của mày. Không, mày nhầm rồi. Tao là bất tử, mày không thể tiêu diệt được tao đâu. Đừng cố vô ích làm gì cả. Và tao còn nhận ra một điều, đấy là điểm yếu của loài mèo chúng mày là sợ nước. Chính vì thế tao sẽ kích hoạt sức mạnh dòng nước này để kết thúc năm 2023 của mày. Không, đừng làm thế. Không, kích hoạt sức mạnh dòng nước. Cái gì? Đây là khả năng biến hình sức mạnh lớn nhất của mỗi con giáp. Anh ra mày làm được? Đó là nhờ ta đã sở hữu Đan Heng Ẩm Nguyệt Long Tôn Hạ Thế ở trong game Honkai Star Rail, trò chơi RPG vũ trụ kèo đa nền tảng với hơn 80 triệu lượt tải. Game đạt 3 giải thưởng lớn gồm Game Mobile hay nhất năm TGA, Game hay nhất năm 2023 trên Google Play và App Store. Với bản đồ mới, Pelagoni tràn ngập lễ hội và niềm vui được tạo nên từ những giấc mơ xinh đẹp. Trong phiên bản 2.0 này đánh dấu sự xuất hiện của hai nhân vật 5 sao mới. Đầu tiên là Black Swan, nhà chiêm tinh tao nhã và bí ẩn. Cô là người lưu giữ ký ức ở trong sảnh đường hồi ức và cũng là một nhân vật hư vô mang thuộc tính phòng. Black Swan có một kỹ năng có thể tạo ra các tầng đi bút kỳ tích lên kẻ địch, khả năng gây sát thương duy trì cực cao. Hiệu ứng kỹ năng của cô cũng được xây dựng tỉ mỉ đẹp mắt và huyền ảo vô cùng. Thứ hai là Sparkle, một nhân vật hòa hợp thuộc tính lượng tử, một cô gái tinh nghịch, nhanh nhạy và khó đoán như một tiểu ác ma. Sparkle sở hữu sức mạnh có thể tăng điểm chiến kỹ cho Veta. Cùng với đó là sự xuất hiện của một nhân vật 4 sao mới, Misa, vô cùng đáng yêu, và sự trở lại của một nhân vật 5 sao, đó là ta, Ẩm Nguyệt, hậu duệ của rồng, là nhân vật gây sát thương hệ gió ảo với vận mệnh hủy diệt. Vừa đẹp trai lại vừa có những đòn tấn công sẽ ngày càng mạnh hơn. Chưa kể còn có tướng quân dinh duân ngầu đét. Game sẽ có nhiều cách chơi mới như là đi bộ trên tường, mê cung biến hình, quái vật NPC mới và 10 lần quay miễn phí đang chờ các bạn. Tải ngay Honkai Star Rail bằng link trải nghiệm ở phần mô tả và dùng mã đổi để nhận 50 ngọc ánh sao nhá. Kết thúc rồi, cả năm 2023 và cả ngươi nữa. Đã đến lúc để loài rồng bọn ta lên ngôi rồi. Không, không, đất nước này chỉ còn cách sử dụng chiêu thức cuối cùng đi thôi. Đó là chiêu gì? Kích hoạt đôi mắt lấp lánh. Meow. What? Thế nào? Đã chịu thua trước đôi mắt long lanh đáng thương của ta chưa? Kiểu gì thì kiểu, người cũng sẽ tha mạng cho ta mà thôi. Gột rửa thế. Down hidden moon. Moon of the
Tạm biệt năm 2023, tạm biệt Quý Mão. Giờ năm nay là năm của ta, Giáp Thìn. Năm mới Bình Lê xin được chúc tất cả các bạn luôn luôn an khang thịnh vượng, vui vẻ và cùng cười lật kèo với bọn mình nhá. Đừng quên like, share và subscribe. Let's go.